미친놈. Mang thai một đứa trẻ đã mang đến rất nhiều niềm vui cho gia đình, thế nên một cặp song sinh được ví như niềm hạnh phúc nhân đôi. Giống như một cặp đôi sống ở thành phố Ngân Xuyên, Trung Quốc, không chỉ chào đón hai nàng công chúa xinh xắn, mà sự khăng khít của hai đứa trẻ thời còn nằm trong bụng mẹ còn khiến họ cảm thấy vô cùng ấm lòng. Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh siêu âm thời điểm tháng thứ tư của thai kỳ được chia sẻ cách đây không lâu đã gây bão mạng xã hội. Theo China Daily đưa tin, đây là cặp song sinh đơn bào hay còn gọi là Momo khi chúng chia sẻ cùng một túi ối và nhau thai trong bụng mẹ. Những trường hợp như vậy chỉ xảy ra với tỷ lệ cực kỳ nhỏ, khoảng 1 trên 35.000 đến 60.000 ca mang thai. Không chỉ là một cặp song sinh hiếm lạ, cả hai đứa trẻ còn sớm trở thành ngôi sao mạng xã hội khi chúng không thể chờ được đến lúc chào đời để tranh cãi với nhau. Ở tháng thứ tư của thai kỳ, hình ảnh siêu âm cho thấy hai bé như thể đang xảy ra mâu thuẫn, thậm chí quơ tay đánh nhau. Điều này dự báo nhiều khả năng chúng sẽ chí chóe với nhau cả ngày, bố mẹ nên chuẩn bị tinh thần. Bố của hai đứa trẻ, anh Tao, 28 tuổi, tỏ ra thích thú trước hành động của hai cô con gái. May mắn là chúng không phải lúc nào cũng đánh nhau. Trước đây anh Tao cũng từng thấy cặp song sinh ôm nhau vô cùng tình cảm trong một lần siêu âm khác. Cảnh tượng đó cảm động lắm, dù còn rất nhỏ nhưng chúng đã biết yêu thương nhau. Tôi tin rằng sau này chúng sẽ hòa hợp với nhau lắm, anh Tao chia sẻ. Theo Yang Chou Evening News đưa tin, hai đứa trẻ đã chào đời vô cùng khỏe mạnh, chỉ cách nhau một phút với cân nặng lần lượt là 1,95kg và 1,62kg. Bọn trẻ rất khỏe mạnh, đó là may mắn của không chỉ riêng bố mẹ mà còn cho cả chúng tôi. Đây là cặp song sinh Momo đầu tiên mà bệnh viện chúng tôi từng thực hiện đỡ đẻ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đại học Y khoa Ninh Hạ, ông Helen vui mừng cho biết.